Sao mà có thể tuyệt vời như vậy chứ? Đều ha. Giờ Tuấn Phát, Hữu Đăng xin được gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Cao Thủ Thần Danh. Và chúng ta có hẹn vào lúc 20:20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và cứ mỗi show phát sóng em về em cũng có theo dõi. Mọi người nói sao? Mọi người nói là trời ơi, có hai MC dễ thương quá. Ủa thiệt vậy hả? Ôi kiểu như là muốn bắt mình về nuôi luôn á. Dạ xin cảm ơn mọi người rất là nhiều à. Dạ. Anh biết ai khen không? Ai khen? Võ Đăng Khoa và Tico Tiến Công. Bước ra võ đài phải động à, vậy đó hả? Ai ra cũng tâm lý hết chứ. Mình một đội á anh. Dạ. Dạ. Đội mình đứng bên đây anh. Lời nói đầu tiên cho phép Võ Đăng Khoa gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất ạ. Trời ơi. Xin chào mọi người, mình tên là Tico Tiến Công, công việc hiện tại của mình là diễn viên. Và hai đối thủ với lại Võ Đăng Khoa và Tico Tiến Công là ai ạ? Đó chính là Gia Linh và Tuấn Kiệt. Hằng như Thỏ Ngọc hả? Rồi Kiệt với Gia Linh mình giới thiệu với quý khán giả nha. Dạ em tên là Tuấn Kiệt và em là diễn viên, rất vui được gặp gỡ tất cả các bạn trong chương trình. Ý hình như em là người miền Trung phải không ta? Dạ đúng đâu, em là ở Phú Yên anh. Ý vậy bây giờ em giới thiệu bằng giọng Phú Yên đi. Dạ em xin kính chào khán giả trên toàn quốc. Em là Gia Linh, nói chung là em tới đây đỡ chơi để trở thành cao thủ. Quá trời dễ thương. Dạ quá trời vậy thì còn chần chờ nữa. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên của chương trình Cao Thủ Ẩn Danh. Xin chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với Cao Thủ Ẩn Danh. Lượt chơi của chúng ta như sau. Mỗi nghệ sĩ thì đang mang trên mình là một cái từ khóa. Thì ai cũng biết là mình mang cái từ khóa gì. Chỉ riêng một mình ta là không biết thôi. Nhiệm vụ của mọi người là làm sao dụ dỗ để cho những người chơi mang cái từ khóa đó đó, họ phải nói ra. Khi mà họ nói trúng cái từ khóa đó, họ sẽ bị loại. Ồ, mà làm sao loại cách đơn giản như vậy được, đúng không? Mời bé Nghiệp. Wow, hay ghét vậy trời. Cái búa này dùng để trừng phạt cho những ai lỡ thốt ra cái lời đúng như cái chữ trên trán của chúng ta. Ê, hay giờ là mình trước khi mình mở từ khóa mình phân vai đi. Tôi xung phong đóng vai mẹ. Hữu Đăng ơi, ở đây chúng ta có nữ mà. Mẹ sao phải giành vai nữ? Ơi, em có nữ. Mẹ thường bảo con gái của em, con gái của mẹ. Đây là vai mẹ. Dạ. Đây là con gái của mẹ. Dạ. Gái quê đâu? Dạ, Phú Yên. Gái Phú Yên hả? Dạ. Gái Phú Yên, mẹ miền Tây vậy là ba phải Phú Yên rồi. Ba Phú Yên. Bây giờ ba nhà nó được Phú Yên nè. Phú Yên. Quá trời. Về để với cả gia đình đi. Đi. Gia đình. Con của đây là ai? Tôi giai bà ngoại, giai bà ngoại. Biểu thứ em có ước mơ là có nhiều người theo đuổi, cho hai người theo đuổi em đi. Ê, tội nghiệp quá à. Là theo là để đuổi em á hả? Vừa theo vừa đuổi. Ok, cũng được luôn. Hai đứa này ứng cử vô nhà làm rể. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở từ khóa từng người nhé. Mời bạn trai đầu tiên. À. Bạn trai à. Hai. Ủa, trời ơi. Mời rồi. Ngoại. Hợp lý. Ấy chưa, vô tình huống là hợp lý liền. Rồi, tới tới ba nha. Rồi, tới mẹ hợp nha. Hợp lý, tới mẹ nha. Rồi, tới con gái nè. Con gái nè. Thương con quá, chắc bị đánh nhiều á. Quy định là nếu như mà chúng ta mà nói trùng cái từ khóa mà chúng ta đang mang á, thì tất cả những người còn lại sẽ dùng búa đánh. Và người đó sẽ không được gỡ để xuống để xem chúng ta đang mang từ khóa gì nha. Dạ. Cái chơi nào hết giờ thôi. Và tình huống của chúng ta đó chính là
tiệc sinh nhật của bà ngoại. Rồi mọi chuyện xảy ra như thế nào? Từ từ sẽ biết. Trời ơi, hôm nay là sinh nhật bà ngoại, vui quá bà ngoại ơi. Happy birthday to you. Hình như là tôi nghe, ủa Phú Yên mà quên nữa. Không quên, Phú Yên nha. Ê, hình như là ba nghe có tiếng mở cửa con. Khách khứa tới rồi, vô hết đi. Chào ngoại, con là cháu rể của gia đình mình. Dạ, mẹ. Rồi, tặng quà cho ngoại nè. Cái này là gì con? Cái phao cho ngoại đi tắm hồ bơi. Ủa, con nhìn ra cái gì? Cái phao. Con thấy cái gì đây? Cái phao mà. Thấy cái gì? Anh ơi, ngoại gọi là anh phải thưa thốt cho đủ chữ cho anh, không có nói chống không vậy. Dạ, em cũng vậy luôn. Dạ. Bước vô có thấy ngoại không? Thấy ngoại, thấy ngoại. Biết rồi. Ngoại không biết gì hết á. Rồi, thôi à, đây là con tên gì con chưa giới thiệu à. Giới thiệu với mọi người con. Tên. Con tên gì? Võ Đăng Khoa. Rồi con làm nghề nghiệp gì? Thấy cũng đẹp trai, cũng sáng sủa quá ha. Bán kim cương ạ. Quá trời luôn. Hôm nay anh có mang kim cương vào không? Ê, bán kim cương hả? Kim cương thấy nó sao sao phải thiệt không? Thiệt. Thiệt đúng không? Là bán sao sao mà quá. Bán đồ giá được. Trời ơi, tôi nhìn không ra được á, tôi cạn phước, cạn phước. Tôi cạn phước à ông ơi. Cái gì vậy? Sao quánh như vậy cho ngoại quánh chứ? Con là tính gì? Làm nghề gì? Con hả? Bán áo dài. Rồi năm nay là con tặng cho ngoại cái gì? Tặng cho ngoại cái bánh kem nè. Rồi còn con Khoa con tặng cái gì cho ngoại? Con tặng cái búa cho ngoại. Trời ơi, cái búa vũ khí con mà cho ngoại cái vòng đi, ủa anh cho ngoại cái nhẫn đi. Đi. Sao tao ngoại sao tao sinh quá vậy? Ngoại vui không? Sinh nhật ngoại mà. Ngoại vui không? Vui, vui. Vui, vui, vui. Ngoại vui. Sinh nhật mà đập đầu một sinh nhật mà quánh như vậy. Làm vậy sao ngoại vui? Ngoại vui được tụi con. Trời ơi, vui. Ê, nhưng mà con cái làm gì là mất phước. Đúng rồi. Sao mà mọi người, sao mà mọi người. Cho sinh nhật ngoại, cho ngoại hai cây. Hôm nay vui không ngoại? Nói chung là như vậy, có con cháu về đầy đủ ngoại cảm thấy rất hạnh phúc. Năm nay là con à, nói chung là con trai lớn á, là con chúc là má là sống lâu trăm tuổi. Ủa năm nay má chín rồi con. Thêm được con năm nữa hả? Trời, làm đây là ngoài thấy mất vui rồi, mất vui rồi. Ngoài thấy mất vui rồi nghe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ngày hôm nay thôi tranh thủ là cùng vui vẻ mình chụp với nhau tấm hình đi. Thấy không? Rồi 2, 3 vô nè. Rồi cảm thấy sao? Má thấy hôm nay rất hạnh phúc. Má, yeah. Má khôn nè. Phước nghe má nói. Dạ. Yeah. Con tên lầy đủ là cái gì má quên rồi Phước. Sắp cạn Phước. Cạn qua tao nói. Con tên đầy đủ là cái gì má quên rồi con. Lẹ đi má già. Mình ơi, má không còn sống được bao lâu nữa. Con tên đầy đủ là cho má vui đi. Trần Văn. Hả? Con gái mà Trần Văn. Ai nói tôi con gái? Trời ơi. Trời má ơi. Đau tim rồi. Má đau tim rồi. Vậy là má không có đi không ra nè má. Nói vậy là gia đình mình cạn phước, cạn phước. Cạn phước rồi. Rồi, tiếp phẩm đến đây là kết thúc rồi. Rồi. Quá đủ rồi. Quá mệt rồi. Mệt quá. Và thứ tự chiến thắng như sau. Người chiến thắng đó chính là Võ Đăng Khoa. Và người tiếp theo đó chính là ngoại. Thấy sao? Ngoại thấy vui. Vui. Hết game rồi mà đánh vào ngoại hoài vậy. Nội ngoại. Người đứng vị trí thứ ba đó chính là Tico Tiến Công. Vị trí thứ tư là Gia Linh. Dạ không sao. Từ lúc mở cái bảng là biết em vị trí này rồi. Và thứ tự thắng như thế này đó cũng chính là thứ tự chúng ta bóc những từ khóa ở vòng thứ 3. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng tiếp theo của Cao Thủ Ẩn Danh.
Và đây là vòng 2 với tên gọi Ai Mạnh Ai Nhanh. Và chúng ta sẽ có một cái trò chơi tên gọi nó cũng rất là dễ thương: Cao Thủ Bồi Bàn. Ở vòng chơi này, luật chơi rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có 4 chiếc hộp. Và nhiệm vụ của mỗi người chơi sẽ là lựa chọn những cái đồ vật bí mật ở bên trong chiếc hộp đó, sử dụng để làm vật múc nước cho mình. Nhưng mà trước khi múc nước, ta sẽ quay vòi vôi 10 vòng. 2, 3. Ủa thì Phạm Diễn Giang vậy mới có 2 vòng hả? Tiền đình thông cảm mà. Đi Tiền đình thông cảm đi. Lấy bộ đồ nghề, lấy bộ đồ nghề. Rồi Đông chạy thẳng về bên kia. Múc 610ml nước. Lấy được cái gì thì lấy cái đó múc. Rồi sau đó chúng ta quay về đây. Rồi. Đây, ở đây sẽ có một người bạn nằm sẵn ở đây chờ được phục vụ. Ủa rồi ôi. Chúng ta sẽ dùng cái khăn đắp lên người của anh ta. Ôi trời đất ơi. Sau đó mọi người để cái ca có nước lên trên này. Sau đó chúng ta rút. 2, 3. Trời ơi, thua rồi, chơi dở quá. Nếu mà đổ nước rồi làm sao quay lại đây. Tiếp tục dùng cái này xúc nước vô đây. Làm lại. Và sau 4 lượt chơi thì ai có cái thời gian hoàn thành ngắn nhất thì là người chiến thắng. Rồi bây giờ chúng ta hãy chọn người bạn đồng hành của mình đi nào. Linh, em muốn chọn ai? Em nghĩ ra xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó ưa. Cho nên em quyết định là sẽ chọn màu đỏ đúng không? Màu đỏ đúng không? Dạ. Như vậy đồng nghĩa việc là Võ Đăng Khoa và Tuấn Kiệt là người bạn đồng hành của nhau. Rồi bây giờ mình chốt đội hình vậy ha. Rồi vậy đi. Là Linh sẽ là Tico Tiến Công, Võ Đăng Khoa với Tuấn Kiệt. Và bây giờ em là cái người đặc biệt nhất, cho nên em sẽ thi nhất. Dạ. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của Gia Linh. 3, 2, 1. Bắt đầu, quay tại chỗ đi ạ. 1. Có gì quá anh ơi. Cảm giác nó nhức cái đầu. 8. Chín. Mười thôi. Rồi mười. Về cái hộp. Đúng rồi, được rồi. Trời ơi, em ơi. Em tôi. Cấp cứu nhường đường đi. Rồi đây lấy giùm em luôn. Đây, thấy đường chưa? Rồi cầm nè em. Rồi cầm cái đó đi về múc nước. Đi lại cái hồ, múc nước. Cái hồ này nó cao quá. Em cần anh hỗ trợ không? Dạ, ẩm em dùng xíu đi. Ủa, Quan bé ơi, sao em không làm gì để cho nước nó vô? Hay quá vậy trời. Hay quá thôi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Kệ đi, cùng nhau đi. Anh ơi, em xin phép được phục vụ. Nhanh đi, tốn thời gian quá nè. Đúng rồi. Không, hay ha. Nó bằng kìa. 2, 3. 2, 3. Không biết tí là tiếng 2, 3. Và thời gian mà Gia Linh đã thực hiện thử thách của mình là 1 phút 29 giây. Wow. Tuyệt vời. Người tiếp theo mời Đăng Khoa. Ủa, là tới tôi rồi hả? Và bây giờ thời gian dành cho Võ Đăng Khoa. 3, 2, 1. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dòng cuối. 10. Cảm giác nó nhức cái đầu. Dạ. Hướng dẫn. Trời ơi. Cái này là cái gì? Cái trường chùm tóc. Cái gì vậy? Kệ nó đi. Không được mở ra nha. Lấy sao là làm vậy? Cũng họ giỏ chung với nhau mà có gì đâu mà nặng nhẹ dữ. Bớt nước ra đi, bớt nước đầy khó rút lắm á. Kệ tôi. Cây tôi nhờ. Kính thưa quý vị, đây là tiết mục được chờ đợi nhất năm 2024. Còn gì nữa đâu mà không phải. Nope.
quá. Làm lại, làm lại, làm lại. Tôi đánh giá 1 sao nhé. Qua ơi, sĩ diện chị vừa qua nhẹ nhàng quá ơi. Và bây giờ là lượt chơi của Tico Tiến Công. Dạ Linh, tới lúc trả nghiệp rồi đó em. Linh ơi, phước hay không phước là đoạn này nè Linh. Đúng rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. 2 3 4 5 6 7 8 Rồi, em thay với anh. Rồi, 9 10 Hai đứa tiền định luôn. Rồi, cái hũ đạn tiền định luôn. Đứng dậy, đứng dậy. Rồi, về, biết giới biết địa chỉ nhà không? Không biết nữa, không có nhớ. Sao mà đi chơi mà để lạc vậy nè. Yeah. Trời ơi. Ủa? Rồi hứng chừng nào tới rồi. Cái này dễ mà dắt nước vô. Không sao, bình tĩnh lại. Đi cho nó đàng hoàng. Sỉnh rồi, sỉnh rồi. Rồi, từ từ. Ủa? Cẩn thận bể cái bình. Đó, cũng dễ mà. Rồi, ok. Đủ rồi đó. Xong rồi đó, ok đó. Rồi, Gia Linh ơi, tới thời em rồi. Tiếng đàn, tiếng đàn. Xin khách ơi, chúng tôi phục vụ nha. Linh ơi, dạ. Gồng bụng lại nha. Gồng không? Tính thở nha. Em nhắm mắt đi. 1, 2, 3 Anh chào, anh chào nè. 1 phút 35 giây. Yeah. Và bây giờ là lượt chơi của Tuấn Kiệt. 3, 2, 1, bắt đầu. Không sao đâu, tụi em gì vì tiếng cười của khán giả. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Đủ. Ngâm điếu cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, tôi thấy cái này nó nghiêng luôn chứ quý vị ơi. Hay quá. Ủa sao dễ quá vậy? Tôi, để tôi. Nhà hàng zombie, xin lỗi chờ chút. Xin lỗi nghe, chờ chút nghe. Từ, mấy cái này gọt. Ủa. Ai tới đây nó khó chưa? Ờ. Sao khó được? Mình ăn thua là mình biết tắm vòi sen nè. Thời gian vẫn đang trôi qua à? Thôi kệ thời gian đi, kệ 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 thời gian đi. Gấp gì mấy cái này? Ủa làm sao gấp quá vậy? Không biết làm gì tiếp theo. Tao lúng túng quá vậy. Lần đầu đi làm. Tên đầy đủ là Trần Văn Zombie. Là văn nè, là văn ly nước nè. Rồi chuẩn bị nè. Zombie anh ơi, zombie mạnh mẽ vô. 1, 2, 3 Đừng có tiêu phẩm nữa. Xin lỗi, xin lỗi qua. Xin lỗi qua, làm lại, làm lại. Anh thông cảm mà bé hỏng hẳn tôi trong lỗ mũi anh. Bé nhân viên mới. Nó bị khờ, anh thông cảm giùm em. Đây, đây, đây. 1, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Là gì mà wow. Trời ơi, đúng là có phước, nó khác mặc dù hơi cạn, hơi cạn. Công nghệ va rồi. Được rồi, chúc mừng Kiệt. Yeah. Và thời gian Kiệt hoàn thành nhiệm vụ của mình đó chính là 5 phút 8 giây. Hay quá. Rồi, kết quả làm sao anh? Người đứng vị trí đầu tiên đó chính là Gia Linh. Hay, tuyệt vời. Người về vị trí thứ hai đó chính là Tico Tiến Công. Yeah. Vị trí thứ ba, Võ Đắc Khoa. Oh. Và vị trí cuối cùng, Trần Văn Zombie. Tuấn Kiệt. Và thứ tự như thế này cũng chính là thứ tự chúng ta sẽ bóc những thẻ bài quyền bí. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng tiếp theo của Cao Thủ Ẩn Danh. Yeah.
quay trở lại vòng 3 với tên gọi truy tìm gián điệp. Và nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản. Bây giờ mình tạm gọi là 4 cao thủ đi ha. Trong 4 cao thủ chắc chắn sẽ có một người mang một cái từ khóa khác những người còn lại, và họ chính là gián điệp. Nếu gián điệp ẩn thân và là một trong hai người chơi còn lại cuối cùng thì gián điệp sẽ chiến thắng và trở thành cao thủ ẩn danh. Tuy nhiên, nếu gián điệp bị loại trước đó, những người chơi còn lại ai đoán ra được từ khóa của gián điệp sẽ trở thành cao thủ ẩn danh. Và trong 4 từ khóa này sẽ có một từ khóa là khác 3 từ khóa còn lại. Và nhiệm vụ của mọi người là tìm ra ai sở hữu từ khóa khác đó. Và trên tay của các bạn đang cầm những thẻ bài huyền bí. Và bây giờ chúng ta hãy lần lượt đọc lên tên của những thẻ bài đi nào. Khi miêu tả từ khóa, biện luận phải nói kèm cùng một cụm từ MC yêu cầu. Là anh muốn nói gì cũng được, nhưng cuối câu anh phải kèm thêm một cái câu xạo đó nhé, xạo đó nhé, xạo đó nhé. Mỗi khi miêu tả từ khóa phải ngậm một lát chanh trong miệng suốt thời gian đó. Chanh đây. Chua nha. Chúng ta là có miếng mà không có tiếng. Là giữ im lặng suốt trận đấu, chỉ được diễn tả từ khóa bằng hành động. Rồi, kể từ bây giờ anh không được nói gì cả. Ủa, thiệt hả? Đúng rồi. Tôi có được ứ ớ được không? Được, 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 được. Rồi, thẻ của Kiệt là tiếng sét trong mưa. Nghe là thấy bi kịch nè. Bị dán máy massage xung điện trong lúc miêu tả từ khóa. Trời ơi, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện ha. Khoa thắng đầu tiên. Rồi, khoa đầu tiên nè. Khoa đầu tiên rồi. Kiệt ơi. Hả? Mình bốc thăm. Xin xăm hả? Rồi lấy cái này, vậy lấy cái này đi. Ừ. Muốn dán đó thiệt không? Ủa sao vậy chị hả? Thôi vậy thôi. Dạ. Chúng ta hãy mở ra nha. Rồi. Bây giờ sẽ là lượt chơi đầu tiên đến từ 4 cao thủ. Mời xạo đó nhé. Trên trời xạo đó nhé. Xạo đó nhé. Vậy là có phải trên trời không? Mờ mờ. Mờ mờ. Ăn chanh chưa? Ôi tuyệt vời. Mình nói gì đi anh Khoa? Đi xuyến hả? À, cải lương. Cải lương. Phải không? Từ khóa địa đây là gián điệp. Địa đây là gián điệp. Chứ tôi chưa thấy cái sân khấu cải lương nào trên trời hết. Kiểu mà mình chạy không thấy rất là nhanh luôn à. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? À, vậy thì tới tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu. Đúng, đúng. Đà Lạt, Đà Lạt. Đà Lạt. Rồi bây giờ mình liên kết là những cái dữ kiện nè. Đà Lạt, trên trời, mờ mờ, ảo ảo ha. Mời các bạn đưa ra biểu quyết ai là người các bạn nghi ngờ là gián điệp trong 4 người. 3, 2, 1, mời biểu quyết. Khoan, suy nghĩ kỹ rồi, nãy giờ có một người không nói chung về một chủ đề, chứ không phải một mình Kiệt. Suy nghĩ thật kỹ nha. Tuấn Kiệt chọn Gia Linh. Trời ơi, sao anh lại chọn em? Rồi, Tico. Khi mà Kiệt nói chữ Đà Lạt á là Tico nghi ngờ liền. Nghi ngờ gì chứ? Xạo đó giá, xạo đó giá. Gia Linh. Tại sao em không có lý do? Tại vì em thấy anh bất thường nhất. Anh bị giật điện em ơi, anh không còn tỉnh táo mà bình thường. Em ơi. Rồi tại sao anh Võ Đăng Khoa lại chọn Kiệt ạ? Tôi nghĩ là Tuấn Kiệt không xứng đáng để ngồi ngang hàng với tôi cho nên là tôi loại. Tuấn Kiệt không xứng đáng để ngồi ngang hàng với tôi cho nên là tôi loại. Ok. Và như vậy là Tuấn Kiệt đã nhận được 3 phiếu. Mời Tuấn Kiệt bước vào phòng. Nè nè, có nước có điện nó dễ đi lắm nha. Có nước có điện dễ đi. Mọi người sẽ phải hối hận. Trời, cái gì vậy, gì vậy? Và bây giờ sẽ là 30 giây để cho Tuấn Kiệt biện luận tôi không phải là gián điệp. Xin mời. Kính thưa các bạn, kính thưa các bạn ơi, tề quá các bạn ơi. Tôi không thể nào là gián điệp được, các bạn nhớ đi, những cái từ khóa vừa rồi. Có một cái từ khóa nó bị lọt ra ngoài hẳn và sau đó bạn nó quên. Rồi cuối cùng bạn nó đã quay trở lại nói như mọi người mà mọi người nhớ không? Đau lắm, cái này vô tới xương á.
Dạ rồi đó. Mọi người ơi, em xin lỗi mọi người. Dạ đó thì mọi người thôi, bây giờ loại em đi, loại em đi, giờ loại em đi, loại em đi, loại em đi. Hết giờ ạ. À đau quá. Bất lực quá. Thôi loại đi cho nó lẹ. Ừ, loại đi. Mọi người lậu với em đi. Sau 30 giây biện luận đến từ Tuấn Kiệt thì không biết là ba cầu thủ còn lại có thay đổi ý kiến của mình hay không. 3, 2, 1, xin mời. Đăng Khoa không loại. Loại. Gia Linh và Tico tiến công. Loại. Về kết quả, Tuấn Kiệt. Loại. Các người sai rồi. Và bây giờ để xem kết quả. Và tín hiệu vũ trụ đã cho chúng tôi một kết quả rất là bất ngờ. Công bố đi. Tôi muốn ngày hôm nay trắng ra trắng, đen ra đen. Chị hai, em xin lỗi. Tuấn Kiệt không phải là gián điệp. Tuấn Kiệt không phải là gián điệp. Đã nói rồi, có một từ khóa khác, nếu không cho tôi ấy thì quất mẫu hồi cung. Gián điệp vẫn còn trà trộn trong ba cầu thủ còn lại. Và bây giờ sẽ là lượt chơi tiếp theo để truy tìm gián điệp. Xin mời Tico. Nó có 6 chữ. Nó có 6 chữ. Nói xạo đó chứ. Gia Linh. Lạnh. Lạnh. Gió Đăng Khoa. Tan. Tan. Ủa ai cho nói vậy? Ô ô. À, ai muốn hiểu sao hiểu. Và bây giờ sẽ là thời gian biểu quyết dành cho ba cầu thủ còn lại. Mọi người nghĩ ai là gián điệp? Xin mời. Anh là boss em á. Em chỉ anh Tico. Nếu anh Tico mà là gián điệp á thì nó cũng logic. Bị lan man đúng không? Xong rồi lúc nãy anh Tico lại nghi ngờ ngược lại em. Trong khi lúc nãy anh Tico nói với anh Tico. Không. Kiệt với anh đang chung một cái nên mới xác định anh chị em. Tại sao loại tôi? Không 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 đầu hết. Có cách gì? Không đầu không biết. Lấy bờ lỡ lại rồi. Lỡ lại từ lá đầu đưa người lửa bla 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 bla. Tại sao lại nói là mờ mờ? Mờ mờ. Quá bla bla bla. Đúng rồi. Thì bởi vậy em mới nói phải vote Linh. Rồi bây giờ sẽ là lượt biểu quyết cuối cùng. Xin mời, 3, 2, 1. Gia Linh ơi, em có 30 giây để phản biện, mời em. Rõ làng đá là. Rồi, 30 giây bắt đầu. Wow, wow. Em nghĩ là mọi người hãy nên tin tưởng em một lần đi. Bởi vì cái chân em nó thơ, em quá em không suy nghĩ được. Trời ơi, ác quá, dưới lòng bàn chân á mới đã. Trời ơi, ác quá, dưới lòng bàn chân á mới đã. Nó lạnh. Thấy chưa? Đốp đây, đốp đây. Thấy chưa? Đốp đây, đốp đây. Thấy chưa? Hết giờ. Cậu ấy quá cứng đầu. Và bây giờ chúng ta biểu quyết loại hay không loại Gia Linh. 3, 2, 1, xin mời. Loại. Và Gia Linh may mắn sở hữu cho mình 2 phiếu loại. Gia Linh loại. Và hãy xem tín hiệu từ vũ trụ để biết Gia Linh có phải là gián điệp hay không. Ôi, ban tổ chức nạt vô trong tay của em á. Đúng là nó rồi. Gia Linh là gián điệp. Gia Linh là gián điệp. Nói nhiều nữa. Chạm. Chạm. Trời ơi. Nhưng cuộc chơi chưa dừng ở đó đâu. Bây giờ thì mọi người hãy mở từ khóa của mình ra đi nào. Đây nè. Đám mây. Đám mây, đúng rồi. Vậy thì bây giờ mọi người hãy đoán xem của Gia Linh là từ khóa gì. Tôi đoán được. Mời Võ Đăng Khoa. Sương. Tụi em đoán là sương mù. Xin mời kết quả. Đáp án của Gia Linh. Đáp án của Gia Linh. Sương mù. Xin được chúc mừng Tico đã trở thành người thắng cuộc với giải thưởng 10 triệu đồng. Hay quá, chúc mừng Tico. Và xin mời bé Nghiệp ạ.
Trời ơi. Quá dữ bé nghiệp ơi. Làm như sắp được về cái mừng quá. Và đây là phần thưởng trị giá 10 triệu đồng nó hữu chút xíu. Con nước có tiền. Con nước có tiền. Dạ. Yeah. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chương trình suốt thời gian vừa rồi. Và thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Mọi người ơi đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nha. 20:20 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.